Hello, chào anh em. Thì lâu lắm là không làm cái clip liên quan đến Tuxix, thì hôm nay mình sẽ chỉ nó lên lại một cái số lý do các bạn đang bị bếp với các bạn bị đăng khá là nhiều và các bạn không biết là lý do mình sai ở đâu. Thì trên đây sẽ là 9 cái lý do mà bạn bếp bạn sẽ bị đăng. Thì lý do đầu tiên của bạn sẽ là hack like, hack comment và share quá nhiều lạm dụng. Thì thật ra Facebook nó không khuyến khích các bạn mua like, mua share hoặc comment ảo để mà nó có lượng nhiều lượng tương thích trên cái fanpage của bạn đâu. Thế nên là nếu bạn cố tình sử dụng nhiều thì nó dẫn đến tình trạng bếp bị hủy đăng theo dạng là spam, thì nó sẽ như thế này này, có thể nhìn các bạn đây này, nó sẽ báo một cái thông báo như này này, cộng đồng alpha home này bị spam này đó, tiêu chuẩn spam. Những tiêu chuẩn spam này thường nó sẽ là cái nội dung mà các bạn sẽ share các nội dung quá nhiều, hoặc là cái nội dung trên fanpage quá nhiều, hoặc là bạn bút tương tác quá nhiều comment cùng một lúc một nội dung nào đó. Tác hại của nó sẽ là cái page đấy bị hủy đăng, cộng với cái việc là cái link spam đấy cũng sẽ bị chặn sử dụng tương tác một thời gian nhất định. Thứ hai là vi phạm bản quyền. Vi phạm bản quyền ở đây thường nó sẽ là nhạc video, và gần nhất sẽ là bị RM đánh. Thì RM đánh, cái RM đánh này nó là câu chuyện rất là nhiều rồi. Ở đây nó sẽ là những cái video của Hoàng Huy, anh em sẽ thấy đây vi phạm bản quyền. Đó, thì nó liên quan đến nhạc, liên quan đến nhạc đó, liên quan đến nhạc. Và nhạc này là nhạc mà anh em sử dụng trong các chương trình hội nghị hoặc là những cái gì đó mà chúng tôi đang quay làm, thì nó liên quan đến nhạc đấy. Hệ thống đã gỡ bỏ khỏi video của bạn này. Nó gỡ xong bắt đầu nó lại đánh, nó lại gỡ đó. Thế nên là cái nội dung về nhạc nó rất là quan trọng, và hình ảnh nữa. Thế là về vấn đề RM thì nó là cái điều mà hiện tại bây giờ anh em rất là nhức nhối, vì anh em có thể lấy video về anh em đăng ký RM và anh em đánh đánh lẫn nhau. Tiếp theo đó là page các bạn bị demote quá nhiều. Cái điều mà page demote quá nhiều này thì không thể tránh được, thì là do đối thủ hoặc là do một ai đó ghét bạn có thể sử dụng, hoặc là họ có thể các bạn spam quá nhiều page trên cùng một tên, họ liên quan và đến cái quan điểm của người dùng khi mà report các bạn bài viết đó. Tiếp theo điều thứ 4 đó là chứa nội dung spam. Thì bạn có quá nhiều bài nhưng chẳng hạn dùng chẳng có người dùng nào quan tâm tương tác với chúng, nhưng khi số lượng bài viết bạn đến đó là giới hạn nhất định thì khả năng cũng sẽ hủy đăng với page của bạn đó. Như là bạn spam cái bài quá nhiều, viết nội dung đi làm lại cái bài quá nhiều thì nó sẽ bị spam. Tiếp theo đó là không xác thực từ quản trị viên. Nếu có admin nào đó là yêu cao chưa xác định danh tính thì cái nhiều page sẽ bị hủy đăng ở trong trường hợp. Lý do này phổ biến bởi các admin tạo nên các clone để quản trị page của mình, dù bạn có thể sử dụng nhiều hay là tên thật hoặc là không tên thực đi nữa, xác minh đi nữa thì sẽ đỡ bị hủy đăng, sẽ bị rất dễ bị hủy đăng. Thế nên vì vậy bạn sẽ sử dụng những nick mà có nội dung đầy đủ thông tin. Tiếp theo đó là cái việc mà dẫn đến cái tình trạng là bếp sẽ bị các bạn của các bạn em chờ tôi chí bếp của các bạn sẽ là viện chính sách. Viện chính sách thì đây là điều đương nhiên rồi, thì nó sẽ rơi những viện chính sách như sau này. Đây bạn thấy là gì? Cái này là cái tút mà bạn kháng via chính hành viễn về tiền bất tử ngày xưa này. Đó, tức là bóc lột tình dục người lớn này, hành vi gian lận lừa đảo này. Đó, chủ yếu là về gian lận lừa đảo nhiều đó, và tình dục nhiều đó. Nhưng cái đấy bạn nên cần để ý, còn lại chủ yếu là bản quyền. Đây là những cái mình đang có thể chọn sâu về thời gian timeline mình ngày xưa mình đã dính. Gần nhất thì là nỗi đau vì quần dân chạy ác này. Thì cái này trùng khớp nội dung của nhạc đó, nhạc nhạc bản quyền linh tinh ạ. Và cái tiếp theo nữa là nội dung địa sách, thì quyền trong chat đây này, sử dụng cập nhật quyền trong chat này, cái này là gần nhất này, trùng khớp với nội dung bản quyền này. Đó, có một cái đây sử dụng cái này hoạt động tình dục này, thì cái này nó phải sâu nhá, nó ảnh hưởng này hay súng động vật này đó, hoặc là săn bắn này động vật này đấy, đấy. Tiêu chuẩn của tôi về động vật này đó, hoặc là một số cái là về cái những nội dung mà tiêu chí trong cái phần tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook đó. Tiếp theo là tên trang dễ gây hiểu lầm. Thì cái thật ra cái tên trang gây hiểu lầm này rất là dễ, là khi mà bạn đang sử dụng cho làm cái trang xác minh tính á đó. Đó thì đó chính là cái trang gây nhầm. Thì thường chúng ta sẽ hay là spam đổi tên quá nhiều lần này, hoặc là đổi tên giống với một người nổi tiếng nào đó này đó, hoặc là đổi tên giống một tên tích sạch này đó, nó dẫn tình trạng này. Đó, tiếp theo là fanpage bị quét thuật toán. Cái này là Facebook quét thuật toán và một lớn nhỏ ở Việt Nam do thuật toán được quét bằng máy nên các fanpage nằm trong huyện nghi vấn có thể hủy đăng. Cái thuật toán này nó rất dễ gây đến. Thứ nhất đó là do là các bạn sẽ sử dụng những cú trích đó. Thứ hai nữa là cái việc là bạn bùng tiền này,
các bạn chơi tút 3 đô, 25 đô và rất rất nhiều cái tút khác đó, nó sẽ ảnh hưởng đến gần như là cái câu chuyện của nó là dẫn đến việc là các bạn bị liên quan đến tút trích là nhiều đó. Nó ảnh hưởng đến vấn đề các bạn dùng tút trích là nhiều thì nó sẽ dẫn đến tình trạng của các bạn sẽ bị quét toán dẫn đến chết. Tiếp theo là điều thứ 9, là điều mà cực kỳ nguy hiểm nhất, đó là bot gây hiểu lầm. Thì Facebook nói rằng là những nội dung mà ghi câu view hay giật tít có khả năng gây hiểu lầm và mang lại đến những hệ lụy tiêu cực. Thế nên là cái điều này là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nên là phía người dùng rất khó chịu khi xem những này và họ sẽ báo cáo lên Facebook nhiều lần thì fanpage nó cũng sẽ bị khóa. Đó, thì đấy là những cái mà các bạn phải để ý trong chín cái điều mà các bạn phải làm. Thì trên đây sẽ có hai cách để các bạn kháng, còn một cái nữa là lỗi hủy đăng. Lỗi hủy đăng là khi các bạn lấy cái fanpage về các bạn đổi tên thì nó sẽ dẫn đến tình trạng hủy đăng. Thì cái này các bạn chỉ việc trong cái clip cũ mình nói về cái vấn đề hủy đăng rồi, thì các bạn chỉ việc là hủy đăng trang đi và đăng lại, còn điện thoại thì sẽ hoạt động, sẽ trang sẽ hoạt động lại bình thường đấy. Nhưng mà cái tính năng hủy đăng trang đăng lại đấy nó chỉ dành cho những fanpage mà các bạn đổi tên thôi, còn nếu mà các bạn fanpage mà bị những cái lý do chính sách thì các bạn không thể làm gì được. Nhất là những cái luật luật lệ mới này, giả sử như là một số trang của các bạn sẽ bị nhiều gậy, trang của bạn sẽ bị nhiều gậy và các bạn sẽ bị dẫn đến tình trạng là bị vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa đây các bạn sẽ thấy này, như thế này đó, như là trang profile của tôi này, tiêu chuẩn cộng đồng về kiểm duyệt súng động vật này, cái thứ hai là không ngủ muốn cập nhật bản quyền xem xét nhạc này. Đấy là bản quyền này đó, một số bản quyền này đó, video đấy. Thì khi các bạn đăng lên sẽ bị như vậy và nó dẫn đến tình trạng như sau. Này bỏ file bỏ feed bị lỗi ạ. Các bạn sẽ bị những cái nội dung như thế này. Nó sẽ bị lỗi như này. Và nếu các bạn bị quá nhiều gậy như thế này mà bị vi phạm tiêu chuẩn thì các bạn sẽ bị xóa trang và các bạn sẽ bị mất trang vĩnh viễn luôn, và bạn sẽ không có quyền nào để mà các bạn lấy lại được. Thì các bạn bắt buộc phải kháng. Thì kháng ở đây sẽ có những cái cách kháng như sau. Một thì là những cái một số trang nó sẽ có nút kháng như trên bài viết của mình này, một số trang nó sẽ nút kháng ở ngay từ xem chi tiết này. Các bạn có thể sử dụng cái nút xem chi tiết đấy các bạn kháng đó để chờ. Thì thường nó sẽ tình trạng treo rất là nhiều. Thì tiếp theo các bạn có thể dùng link kháng 573 đó, năm cái trang này chẳng hạn, đoạn tháng hiện tại ở đây nó đang bị báo lỗi trang đây, nó sẽ là trang này đấy, tôi đang để chữ M thì nó sẽ bị lỗi. Thì các bạn thì dán Houdini trang vào đây và nội dung vào đây và phải có cái ảnh chụp màn hình. Đấy, chụp màn hình nào, chụp ở đâu là chụp bằng cái này này, chụp đoạn này, này đó, thì nó sẽ báo kháng về cho bạn. Đây là cái thứ nhất và nội dung thứ hai, link bạn phải kháng thêm link nữa, nó link 337 đây. Đó, nó là hai cái link này đó, thì các bạn chỉ cần copy những cái này điền thay đổi thông tin đi các bạn kháng hai cái link này thì nó sẽ dẫn đến tình trạng cho các bạn được về là một là fanpage của các bạn sẽ được trả về nếu mà các bạn fanpage của bạn hoàn toàn không bị bạn chính sách, còn nếu mà trang của các bạn bị bạn chính sách thì chắc chắn là sẽ dẫn đến tình trạng bị mất luôn, chúng ta sẽ không còn cách nào để có thể níu giữ nó trong một cuộc tình nữa. Thế nên là chúc anh em thành công và anh em nhớ là tránh những cái chín cái tiêu chí mà tôi vừa đọc, là một là hack này không mình share quá nhiều và lạm dụng, hai là vi phạm bản quyền, ba là report phân bị report fanpage thì hãy làm nội dung làm sao để khách hàng đừng có quá ghét mình để report hoặc là đối thủ, bốn là chứa nội dung spam, năm là không xác định được quản trị viên, sáu là vi phạm chính sách của Facebook, bảy là trang tên trang gây hiểu lầm, tám là fanpage bị quét thuật toán, chín là bot bị gây hiểu lầm. Đó, chúc anh em thành công trong việc quản lý fanpage của mình và xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các chương trình, các video sau. Nhớ đăng ký và subscribe kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.